Việt Nam là đất nước giàu có và an toàn nhất thế giới. Đây chính là một câu cảm thán sửng sốt của một anh Tây khi lần đầu sang Việt Nam du lịch. Đang đi bộ trên đường phố, anh Tây giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe máy cũ nát nhưng trên xe chở đầy đô la Mỹ. Anh sửng sốt về kể với những người bạn trong nhóm du lịch của mình. Dân Việt Nam họ rất giàu có và ở đây quá an toàn. Họ chở rất nhiều tiền nhưng chỉ đi một mình và không có người bảo vệ. Chả bù ở đất nước chúng ta, vận chuyển nhiều tiền thế này thì phải cho vào xe thùng và xe cảnh sát thì chạy hai đầu để áp tải. Sau vài ngày, anh Tây này có kết bạn với một thanh niên người Việt Nam. Anh Tây cũng kể lại câu chuyện trên cho người bạn Việt Nam nghe. Anh người Việt Nam cười sặc sụa và nói với anh Tây: "Ở đất nước chúng tôi là thế đấy, bình yên và an toàn lắm, cứ vô tư đi bạn nhé."